Ngọc Anh xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất, Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này, Ngọc Anh sẽ quay và gửi tới cho quý vị một căn nhà, nhà dân chuyển đổi công tác có nhờ bên Nhà Tốt bán với căn nhà lô góc hai mặt thoáng này. Hướng nhà là hướng Tây Bắc, thiết kế rất chi là hợp lý, 30 m², xây dựng là 4 tầng, vị trí thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với căn nhà 4 tầng được thiết kế và xây dựng năm 2021, lô góc hai mặt thoáng, cửa sổ thoáng hai bên mọi người nhé. Và căn nhà này nằm ở trên mặt ngõ thông, ô tô đỗ gần. Thiết kế của ngôi nhà như thế nào? Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh vào khám phá và tham khảo. Với cái căn nhà này, cửa chính của ngôi nhà thiết kế cho quý vị hai lớp cửa. Bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa gỗ kính. Tầng 1 của ngôi nhà thiết kế sử dụng cho quý vị một khu vực phòng khách, một phòng bếp, một phòng vệ sinh. Căn nhà này thì có sao thì em sẽ quay và review cho quý vị là như vậy. Thực tế lô góc căn nhà này sổ không vuông, nhà không vuông quý vị nhé. Có sao thì em sẽ chia sẻ luôn cho quý vị như vậy, nhấn mạnh luôn cho quý vị để quý vị vừa xem video, quý vị có thể cân đối xem là có nên đến xem căn nhà này hay không. Vị trí của nó thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, gần bến xe Yên Nghĩa, gần với lại quốc lộ 6, gần với lại cuối đường Tố Hữu Lê Văn Lương, gần đại học Phenica, phạm vi bán kính 5 km quay đầu, gần đầy đủ chợ trường phường trạm cho quý vị. Với trường học mầm non tiểu học cấp 1, cấp 2 thì chỉ cách nhà khoảng tầm 1 km thôi, đầy đủ hết. Chợ thì cách nhà khoảng tầm 500 m. Đây là phần không gian phòng khách của ngôi nhà. Nói chung với diện tích 30 m, nhỏ nhắn, xinh xắn, hợp lý cho một hộ gia đình sử dụng. Và căn nhà này thì hiện tại chủ nhà chào bán giá gần như là rẻ nhất quận Hà Đông, tính đến thời điểm em đang quay video và nói với quý vị. Đó. Đây là lô góc cho nên cửa sổ mở hai bên rất là thông thoáng. Rồi là chủ nhà để lại cho quý vị một bộ bàn ghế ở phần phòng khách, hệ thống trần thạch cao, rồi quạt trần đầy đủ hết, hồ sơ điện nước đầy đủ. Theo đúng hiện trạng là ngôi nhà này quý vị có thể dọn đồ về và ở được ngay. Đây là phần không gian phòng bếp ngôi nhà. Với phòng bếp thì chủ nhà cũng để lại cho quý vị bếp ga, tủ bếp, thiết bị vệ sinh cũng như là hệ thống ở bếp này đầy đủ cho quý vị. Phụ kiện bếp, chậu rửa, vòi rửa xong hết rồi. Xung quanh bếp thì là được ốp gạch rất là sạch sẽ, mặt bếp ốp đá granite. Ngoài phần phòng khách, phòng bếp thì thiết kế thêm một phòng vệ sinh sử dụng ở phía dưới tầng 1. Căn nhà này thì vị trí của nó thuộc tổ 15, phường Yên Nghĩa, gần trục đường quốc lộ 6 mở rộng. Nói chung với giá bán rẻ, ngõ thông, ô tô đi lại quá là phù hợp cho một hộ gia đình. Căn nhà này cũng có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Cho nên quý vị nào mà có cái tầm tiền vừa phải muốn được tư vấn liên hệ ngay với lại Nhà Tốt nhé. Hệ thống tay vịn cầu thang đây, từ tầng 1 cho tới lên trên tầng 4 của ngôi nhà, thiết kế cho quý vị toàn bộ là gỗ. Mặt bậc, cầu bậc, ốp đá granite. Mời quý vị theo chân Ngọc Anh lên khám phá các tầng tiếp theo của ngôi nhà. Và Ngọc Anh đang bước chân ở trên phía tầng 2 của ngôi nhà. Với tầng 2 của ngôi nhà, chủ nhà thiết kế cho quý vị một phòng ngủ, một phòng vệ sinh. Đây là phần phòng ngủ hướng ra phần mặt ngõ. Hướng nhà của ngôi nhà này là hướng Tây Bắc quý vị nhé. Và với phần phòng ngủ này thì chủ nhà có để lại giường, tủ. Thực tế cho quý vị cửa sổ thiết kế hai lớp gồm rèm cửa. Đó. Căn nhà này lô góc của nó không vuông. Tuy nhiên ở phần trong phòng ngủ quý vị có thể nhìn thấy giường, tủ và vẫn còn không gian ở trong phòng tương đối là rộng. Đây chủ nhà lắp thêm cho quý vị một cái kệ. Kệ này thì quý vị có thể thiết kế tivi ở tại đây. Và cái căn phòng này thì hai cửa sổ đằng trước và bên cạnh vì nó là lô góc mọi người ạ. Đấy. Cửa thông phòng thiết kế cho quý vị là cửa gỗ. Và phòng vệ sinh sử dụng cho tầng 2, đầy đủ thiết bị vệ sinh, bình nóng lạnh. Nói chung là căn nhà này mua chỉ việc xách vali về và ở được ngay. Giá bán hợp lý, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Phần giá bán em sẽ để cụ thể ở dưới phần bình luận, phần miêu tả cho quý vị. Và mời quý vị theo em lên tầng 3 của ngôi nhà. Và tầng 3 của ngôi nhà thiết kế tương tự như tầng 2. Cũng gồm một phòng ngủ tương tự như tầng 2. Và trong phòng ngủ thì có đầy đủ giường, tủ. Đúng theo hiện trạng. Ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa lắp đặt sẵn rồi, quý vị chỉ việc về lắp điều hòa để dùng thôi.
Nói chung ưu điểm cũng có và nhược điểm cũng có. Ưu điểm thì căn nhà này lô góc rất thoáng, nhược điểm là một chút nó không vuông thành sắc cạnh quá thôi. Phòng vệ sinh sử dụng ở tầng 3 cho quý vị đây. Đó. Thiết bị vệ sinh đầy đủ. Nói chung với căn nhà được xây dựng 2021, bây giờ là hiện tại 2024, 3 năm vẫn còn tương đối là mới. Cho nên là với quý vị nào mà có tầm tiền vừa phải lại còn muốn mua nhà thuộc quận, bởi vì sao ạ? Hiện tại ở Chương Mỹ này, ở Thanh Oai này, giá bây giờ nó cũng đã là tầm 2 tỷ tư, 2 tỷ rưỡi rồi, mà cái căn nhà này chỉ nhỉnh hơn một chút so với cái giá đấy thôi, thì rất đáng để cho quý vị có thể cân đối. Mọi người theo em lên tầng cuối cùng của ngôi nhà nhé. Và thưa quý vị, với tầng 4 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị một ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Trên phía tầng 4 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị một phòng riêng. Phòng này quý vị có thể thiết kế làm phòng thờ, phòng làm việc, tùy mục đích công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình. Và trên tầng 4 thì chủ nhà không thiết kế giường tủ đâu. Và phần còn lại là sân phơi. Đây là phần sân phơi. Sân phơi này thì nhỏ nhắn và chủ nhà thiết kế dàn phơi thông minh cho mọi người rồi. Cho nên quý vị hoàn toàn yên tâm. Nhỏ nhưng mà tương đối là thiết kế hợp lý. Mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về vị trí ngôi nhà, liên hệ ngay với lại nhà tốt Ngọc Ánh theo đúng hai số điện thoại duy nhất ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888 041 444 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.